nhé, nên tiếp tục lên sóng bình 75A nhé, gồm hai sao 20 sao pin 33140, hai mạch 100A là 200A, một mạch cân bằng chủ động 5.5A nhé, và rất chắc chắn rồi, đi dây rất gọn gàng nhé, đi cả đen chống cháy chống đứt. Đấy, gồm 20 xeo này các bạn nhé, do vỏ vừa vặn luôn, vừa vặn gọn gàng luôn, mặt trong suốt như thế hết pin xong. Đấy, thế là cho nó vào vừa in luôn nhé. Chống nước tuyệt đối luôn nhé, đó nhé.